Và vâng, thì xin kính chào các bác đã trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Tiếp tục những series sản phẩm thanh phụ các bác chuẩn bị cho dịp Tết xuân 2023 này. Những combo thanh nghe nhạc karaoke trong gia đình cực kỳ chất lượng. Combo này chưa đến 70 triệu đô nhưng cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Và đặc biệt là kèm theo đó là quà tặng cực kỳ hấp dẫn các bác nhá. Trong combo này em sẽ sử dụng một sản phẩm, một combo của sản phẩm đến từ thương hiệu âm thanh BF Audio. Một thương hiệu âm thanh tên tuổi được khẳng định trên thị trường âm thanh, được rất nhiều những phòng hát, ba sàn tin tưởng sử dụng các bạn. Vì cái chất lượng âm thanh cho ra từ cái thương hiệu này cực kỳ là chất lượng, nên được rất là nhiều những cái đơn vị, những cái phòng hát lớn tin tưởng sử dụng. Và trong combo này em sẽ giới thiệu các bác những sản phẩm hay chất lượng đến từ nhà BF. Đầu tiên phải kể đến một dòng loa full bass 30 với model là UK21, một dòng loa cho ra chất âm rất hay, ấn tượng đến từ nhà BF Audio. Và tiếp theo đó là một dòng loa siêu trầm cũng đến từ nhà BF Audio. Một cấu hình toàn bộ những sản phẩm đến từ BF Audio thì nó sẽ cho ra chất lượng âm thanh tuyệt vời hơn. Một dòng loa siêu trầm, một dòng súp hơi bass 40 với model là TI-15SH. Một dòng loa siêu trầm cho ra cái áp lực, cái tiếng trầm, tiếng bay cực kỳ là sâu, áp lực cho ra rất là lớn luôn các bạn. Và cái dàn máy em sẽ phối ghép một combo này, em muốn giới thiệu với các bác này. Đầu tiên phải kể đến một dòng micro không dây đến từ BF Audio với model là Z8 các bạn. Một dòng micro không dây mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi rất là nhiều các bác đặt mua bên em, vì cái chất lượng âm thanh cho ra rất là ấn tượng. Và đặc biệt là nó là cái sản phẩm chính hãng đến từ BF, thì cái khả năng thu âm, cái chất mic nó cho ra cực kỳ là chất lượng, nên các bác không cần quan ngại quá nhiều về một cấu hình âm thanh chất lượng như thế này. Và tiếp theo đó là một dòng vang được rất là nhiều những cái phòng hát lớn sử dụng, vì cái khả năng xử lý âm thanh của nó cho ra cực kỳ là tuyệt vời các bạn. Một dòng vang K3000 Wi-Fi Pro cũng đến từ nhà BF Audio. Và tiếp theo là một cục đẩy công suất với model là V3850i thuộc series VA của nhà BF Audio các bác nhá. Đây là một cục đẩy 3 kênh tích hợp. Các bác sẽ chơi những đôi full và một kênh cho những cái chiếc súp hơi. Và như cấu hình này em đang ghép một chiếc súp hơi 40 của nhà BF Audio đây. Và trong cấu hình này chưa đến 70 triệu này, em sẽ tặng kèm các bác một bộ quản lý nguồn đến từ BF Audio với mã là BFA10 Plus. Một cái thiết bị bảo vệ cho một cấu hình âm thanh hay và chất lượng như thế này, sử dụng hai tầng lọc cho ra cái nguồn điện đi vào cái cấu hình bộ dàn âm thanh của mình nó phải sạch sẽ nhất có thể. Một cấu hình âm thanh chưa đến 70 triệu nhưng cho ra chất âm rất chất lượng. Có lẽ là bác nào đã chơi âm thanh khi lắng nghe cấu hình này rồi thì sẽ không còn ngần ngại mà xuống tiền chơi một cấu hình âm thanh chất lượng như thế này. Một cái cấu hình toàn bộ những cái sản phẩm chất lượng đến từ nhà BF Audio. Và cái mức giá của sản phẩm sẽ lên xuống theo từng thời điểm, mà bác nào đang muốn quan tâm một mức giá chi tiết nhất và chiết khấu tốt nhất thì hãy liên hệ ngay tới Nghĩa Thơm Audio với số điện thoại 0912 669 059 các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ cho bác cùng cảm nhận cái chất âm của cấu hình âm thanh chưa đến 70 triệu này, mà các bác cùng lắng nghe và cảm nhận cái chất âm.
7. Dù là cơn mưa bão gió, dù đời trường là nỗi xa xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Các bác cảm nhận tiếng mic có hay không ạ? Cái độ pha trộn âm thanh nó cực kỳ là tuyệt vời. Và bây giờ thì em sẽ lên nhạc cho bác cùng cảm nhận xem khi có nhạc vào thêm thì pha trộn âm thanh nó sẽ như thế nào của bác nhé. Nhìn từng giọt thương nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Trên trời kia ở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngưng ngắm, ngập đầy tuyết rơi xa lần. Tìm về đâu nơi xưa, lời huê trong nỗi lỡ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối. Đôi bàn tay xin đắm vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuốt vai mình. Nơi bình yên chẳng còn hoang mang, chẳng còn nhớ thương mơ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm. Thì vừa rồi em đã cho bác cùng cảm nhận một đoạn nhạc, một đoạn karaoke để các bác có những đánh giá rõ nét hơn về một cấu hình âm thanh hay chất lượng như thế này. Những cái phòng hát bây giờ, những cái phòng hát không phải chuyên nghiệp thì em đảm bảo với các bác cái chất âm cho ra một cái bộ dàn như này không bao giờ bằng luôn, xứng tầm một cấu hình, một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp tầm cỡ phòng hát luôn các bác nhá. Và bác nào đang quan tâm đến mức giá chi tiết nhất thì vui lòng liên hệ ngay tới Nghĩa Thơm Audio với số điện thoại 0912 669 059 các bạn. Và thời lượng clip của bên em cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Bác nào đang theo dõi clip này thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Nghĩa Thơm Audio, giới thiệu và đem đến gia đình nhà các bác những sản phẩm âm thanh hay và chất lượng nhất các bác nhá. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau.